đuôi tao hả? Dắt trong đuôi tao hả? Giết mày chết. Ông Thủ có sao không? Có sao không Thủ? Buông ra coi. Vô dụng. Tại sao tụi mày thấy nó đánh tao mà tụi mày trơ mắt ra đứng nhìn vậy? Dạ hả? Ủa sao anh lại ở đây? Anh đi tìm em. Em thấy trong người sao rồi? Mặc kệ em đi. Em không có nhu cầu nhận lại gia đình hay người thân đâu. Anh đi đi. Tuy là anh với em thức lạc từ nhỏ, mình vẫn là anh em ruột. Anh em ruột thì sao? Em không thích anh với gia đình của anh, được chưa? Em mặc cảm đúng không? Hà, anh Lâm và bác Ngọc rất thương em. Em có biết anh Lâm lo cho em lắm không? Chuyện của tôi liên quan gì tới anh chứ? Mẹ anh có lỗi với em, bởi vì anh rất muốn thay mẹ chuộc lỗi. Em nghe lời anh, em đi cai nghiện đi. Có rất nhiều người đã cai nghiện thành công. Em đừng có lo sợ gì hết. Chuyện của ông Khang, anh đã nhờ bạn của anh Bình Thái đối phó với ông. Còn bà Hằng, anh không biết tiếp theo bà sẽ giở trò gì để hại em và hại gia đình mình. Lâu nay anh giả vừa sai xỉn để bà không nghi ngờ anh, tiện cho việc điều tra bà, để làm sáng tỏ cái chết của bà mình. Kiệt nó đúng đó, em nên đi cai nghiện đi, như vậy sẽ tốt và an toàn cho em hơn. Bà Hằng, người mà mẹ nói hiểu lầm thù hận ba, rồi âm mưu tráo đổi em với Thảo lúc nhỏ hả? Bà đã làm gì ba? Anh với Hà cứ nói chuyện riêng đi, em xin phép. Không cần, em cứ ở đây đi. Anh biết em là người tốt, anh tin em. Có thể bà Hằng đã thuê người tông xe ba. Tên này cũng từng có ý định giết anh. Hắn cũng có thể là đồng bọn của tên Bách. Anh đang nhờ anh Phi điều tra. Ý anh là kẻ đã từng định giết anh với lại chị hai đó hả? Phải, chính là hắn. Em biết hắn. Hắn chính là Độ, đàn em thân tín của Hùng Điên. Hắn chỉ làm theo lệnh của Hùng Điên thôi. Cũng có thể là hắn đó anh. Lâu nay chị Thi cũng đang thuê người tìm kiếm hắn. Chắc là hắn đang trốn công an. Tên Bách cũng đã từng nhắc về Hùng Điên, vậy là sáng tỏ rồi. Tất cả là do bà Hằng đã chi tiền cho Hùng Điên và đàn em của hắn hại gia đình mình. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện cứ để cho anh giải quyết. Bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào em khỏe, anh sẽ đưa em về Sài Gòn và sẽ đưa em vào trung tâm cai nghiện. Mẹ rất mong được gặp em đó. Dạ. Hay là hai anh thuê khách sạn nghỉ đỡ đi, em ở đây một mình được rồi. Đừng tìm cách trốn anh. Anh sẽ ở đây với em cho đến khi nào em vào trung tâm cai nghiện thì thôi. Em nghe lời anh Lâm đi, đừng có trốn nữa. Em đâu có định trốn đâu. Nhưng mà hai người đàn ông cứ kè kè bên em như vậy, sao mà em nghỉ ngơi được, đúng không? Ok, anh với Kiệt ngồi ngoài đây đợi em. Anh sẽ dặn bảo vệ không được để bất cứ một cô gái trẻ nào đang bị thương rời khỏi bệnh viện. Em đã nói là em không trốn mà, sao anh không tin em? Em vô nghỉ ngơi đi. Kiệt, giúp anh một chuyện này. Dạ chuyện gì vậy anh? Đừng có nói chuyện của Hạ cho Thi biết. Anh không muốn Thi dính dáng gì đến gia đình anh nữa, mất công xảy ra nhiều chuyện rắc rối. Dạ em biết rồi, anh yên tâm đi. Anh hai từ đó tới giờ đã rất tốt với mình. Mẹ cũng rất quan tâm mình, còn cả ba nữa. Đêm qua cô ngất xỉu nên tôi đưa cô vô bệnh viện thôi. Đúng đó, cô mà gặp người khác người ta bỏ cô rồi. Cô làm gì cô nặng lời với ông chủ tôi vậy? Ông chủ tôi là người tốt đó, tiền viện phí ông chủ là hết đó. Mình vốn có một gia đình rất tốt, chứ không phải bị bỏ rơi như mình đã từng nghĩ. Tất cả là do bà Hằng kia. Nếu như lời anh hai nói, bà hại chết ba, hại gia đình mình, thì mình phải tìm cách giúp anh hai. Người như anh hai sẽ không bao giờ có cách tiếp cận được kẻ nguy hiểm như Hùng Điên hết. Hả? Hả? Tình yêu bất tử 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Xem lại độc quyền trên ứng dụng THVL1.